phượng nữa đẹp chưa mọi người. Rồi đi qua bên này, bên này như là chào, ở dưới có kim tim với mọi người. Ở dưới này có kim tim, còn thấy đẹp không? Ơi tông sen bên này, sen đầu kia, bên kia nó nở trắng đẹp không mọi người ta. Mấy chị em đang đi ngắm sen. Anh ơi, kinh thành Huế, các bạn thấy khách du lịch mùa hè rất là đông, nào là áo dài, mùa này áo dài nhiều quá mọi người. Đi qua kinh thành Huế mà đoạn thời điểm này cái cổng sau này là cổng mọi người đi từ trong kinh thành đi ra, nên là chúng ta hay bắt gặp những cái chiếc áo dài rất là tuyệt vời. Bên cạnh đây là các cái quán nước dừa này, trà cung đình Huế này, rất là nhiều mặt hàng về ẩm thực. Kinh thành Huế, các bạn thấy mùa này là mùa phượng nở đẹp chưa? Các bạn có thấy mùa phượng nở này đẹp lung linh. Chạy đi vào đây quay cái đoạn này. Phượng nở đẹp chưa mọi người? Wow. Ở dưới đây là cái tuyến đường mới làm này mọi người này. Đường này đường mới làm, bên kia là hoa phượng nở đẹp lung linh luôn. Theo cái trục đường này thì mọi người có thể đi qua phía sau kinh thành Huế này, hoặc có thể là đi qua đường Nhật Lệ đi ra Đinh Tiên Hoàng. Một mùa hè tại kinh thành Huế, trời nắng chang chang như đổ lửa mọi người. Đây là Mai Thúc Loan. Mai Thúc Loan xong rồi chúng ta sẽ đi qua Đinh Tiên Hoàng. Đèn xanh đèn đỏ, có áo quần. Một cây đâm tang tại đường Đinh Tiên Hoàng trong kinh thành Huế. Nguyễn Huệ, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ mọi người. Để mùa hè rồi, tốt nghiệp và các em học sinh lớp 9 thì ra trường, lớp 12 cũng ra trường, tiểu học cũng ra trường để làm hồ sơ. Rồi có một số trường, có một số em thì bây giờ lại thi chuẩn bị cho cái kỳ đại học. Cái thời điểm này là thời điểm giao thoa, có nghĩa là giao mùa. Giữa lớp này, lớp khác, khóa này, cấp này sang cấp khác. Đấy, các bạn đi qua Hồ Tịnh Tâm. Đó, Hồ Tịnh Tâm là cái mùa sen nở. Đây mình thấy ở dưới thì có màu sen trắng. Đấy, áo dài ngắm sen. Ta đi qua ngắm sen chút xíu mọi người đây. Sen Hồ Tịnh Tâm. Đi vào đường Lê Văn Hưu. Sen nữa. Các bạn thấy mấy búp sen, lá sen. Rồi, bên này sen nhiều hơn. Đây, mùa sen. Nhưng mà cái này mấy búp thôi mọi người, ngoài hương chữ thì có thể là
Ai biết hơn chữ thì các bạn đi ra ngoài đó thì thấy sen nó sẽ nở nhiều hơn mọi người. Ở đây là mới là sen búp thôi. Bên này con kia. Đó. Hồ Tịnh Tâm. Mùa sen nở. Đó, các bạn thấy sen màu trắng này. Thấy ở đây đa số sen màu trắng mọi người. Đấy, bà con thấy ở đây là sen trắng là chủ yếu này. À. Rồi đi qua bên này như là chào, ở dưới có kim tim với mọi người. Đấy, ở dưới này có kim tim với ta. Mùa sen của Hồ Tịnh Tâm mọi người nhé. Sen Hồ Tịnh Tâm bên kia thì ít hơn. Này khách du lịch tham quan sen. Đấy. Bà con thấy đẹp không? Ơi. Bên tâm sen bên này, sen đầu kia, bên kia nó nở trắng đẹp không mọi người ta? Mùa sen nở. Hết sen rồi. Mấy chị em đang đi ngắm sen. Anh ơi, thử quay. Tiếp tục đi trên cái tuyến đường Đinh Tiên Hoàng này mọi người nhé. Đinh Tiên Hoàng là tuyến đường chạy dọc từ cái vị trí kinh thành mà đi ra tới khu vực Hương Toàn luôn mọi người. Ở đây có quán ốc la này, các cái sản phẩm lưu niệm hàng đồ cổ hình như vậy. Mình đi ngang chạy nhanh quá không có nhìn thấy nha. Đây là đường Trần Quý Cáp mọi người nhé, còn gọi là cái cầu kho đi qua sông Ngự Hà. Đây. Ở dưới là có cái ít sen nhưng mà sen ở dưới là sen màu khác. Đường bên này là đường Lê Trung Thành này. Mình vẫn tiếp tục đi trên cái trục đường Đinh Tiên Hoàng này. Đấy, khu vực cống. Những hoàn cảnh khó khăn. Mấy cái ung mấy mẹ bán hàng trái cây ở đây mọi người bán với số. Bán ghẹ sống mà chạy bằng xe bán tải. Đấy, mình sắp đi ra phía ngoài kinh thành rồi đây mọi người. Ở trong nội thành thì đi buổi trưa thì nó có những cái hình ảnh những cái hoa phượng, có rất là nhiều loài hoa nở luôn. Ở đây là bệnh viện quân y 268 đó mọi người. Đó. Ở đây là có hình ảnh của anh chèo ghe đi hái rau muống này. Khu vực này là khu vực cầu Bạch Yến mọi người nhé. Đây có bán sầu riêng, trái cây đó, rất là nhiều này. Chè Cúc Bạch 15k. Cầu Bạch Yến Lê Phật Đản là chúng ta đi qua đây. Cây cầu Bạch Yến này cũng có treo cờ rất là đẹp mọi người. Đấy, sau khi đi qua cầu Bạch Yến thì chúng ta sẽ đi đến đoạn đường này, đường Tảng Đà Đằng Tức. Giờ này là thấy mấy quán cơm, mấy quán nem lụi nướng. Nhìn khá là thơm luôn.
chỉ về thăm một ngôi chợ trưa ở đây này. Chợ trưa ở nơi đây này là ngôi chợ Thư Sơ mọi người. Thư Sơ này. Sơ thì cảnh buôn bán cũng ít thôi. Còn trước đây thì phải gian hàng ẩm thực trường mầm non Hương Sơ. Đấy, bữa trước mình có đi ra đây gặp cái mùa ngập lũ á mọi người. Đi ghe sướng lắm. Đi ghe rất là vui luôn. Huế mùa đại lễ Phật đản. Đi qua bên kia các bạn thấy, nhìn bên kia các bạn thấy một cái phường nó đỏ rực lắm. Đi mà nhìn mấy cây phượng màu đỏ hay là có mấy cây màu vàng á mọi người à, là mình nhớ đến một cái loại cây đó là cây ươi á mọi người, ươi mùa hè à, cây ươi mùa hè là nó rụng trái rồi nó có hoa có lá cái cành á, cái ghe của nó là màu vàng cho nên là nhìn nhầm lắm, có nhiều cây hoa á lá cũng màu vàng nên bà con nhìn xa từ bên này sang bên khác là lại nhìn nhầm. Đây là đường Trần Thế Quán Tặng Đà.